Em chào cả nhà nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bạn xem video nhé. Thì bây giờ nó là 12 giờ trưa khoảng ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch. Thì khu vực Hải Phòng em là vừa mưa rất là to. Cái chỗ này của em là cái giọt tanh nó vẫn rõ ở đây này. Đây, cả nhà nhìn thân lá ướt hết này. Thì với sang cái tháng 5 này đấy thì nó có những cái trường hợp này. Ví dụ là khu vực em ấy nó cứ mưa lắng thất thường này, hiện tại bây giờ lắng rất là nóng. Vừa mưa xong là lắng ra nóng, nên là nó có rất hay có cái tình trạng nó xảy ra đấy. Thì nó chính là cái nước mưa hoặc là mình tưới nước, nước còn đọng ở trên cái đầu ngọn này này, những cái đầu ngọn như này thì gặp cái lắng nóng cực độ bất thường như này ấy, thì nó dẫn đến tình trạng là nó sẽ bị thối cái đầu ngọn này cả nhà này. Cái mùa này rất hay xảy ra cái trường hợp như này, thì cả nhà lưu ý cho em vấn đề đấy nhé. Thì đây, giờ em lại quay cho cả nhà xem cái bộ mầm gốc này của em dưỡng đây. Đấy. Đây, cả nhà nhìn bộ mầm gốc này. Vẫn không có cái mầm nào thối. Mà lực cây rất là khỏe. Đấy, cả nhà nhìn thấy là cái sự phát triển nó khác biệt là so với cái thời gian vừa rồi là em chơi hoa không? Và em mang lên vườn em dưỡng như được như này đây. Và sang bắt đầu là sang cái tháng 5 này đấy là bắt đầu là vào cái mùa mà các bác đi sưu tầm những cái giống phi điệp ấy và mua những cái ki về để trồng. Thì hôm nay em sẽ làm video này, em chia sẻ mọi người là em sẽ nói qua về cái bản chất của những cái ki khi mình mua về đấy, ki như nào khỏe, như nào đạt yêu cầu và mình trồng lên chậu nó như nào và chăm sóc nó như nào nhé cả nhà nhé. Thì trước tiên ấy, em cho cả nhà xem một cái trường hợp như này. Đây, cả nhà nhớ cái thân này không? Cái thân này ở cái chậu kìa. Mà cách đây 15-20 ngày ấy là em có làm video em nói mọi người là cái thân này của em là bị chuột nó cắn này này. Mà lúc đấy nhá, lúc đấy là cái lụ của nó rất là bé cả nhà. Thì đến bây giờ đây sau khoảng 20 ngày đây thì hoa nó đã nở. Thì cái cây này ấy, nó chính là cái cây chư morai này của em này. Cây bay 24 giờ ấy, cây lưỡi đỏ bay 24 giờ. Đây cả nhà nhìn đây, đây là khuôn bông của nó. Thì cái cành này nhá, cái thân này đấy thì em sẽ để, hôm nay nó mới nở ngày đầu tiên thôi, thì em để sau 3 ngày. Thì với cái tình trạng như này thì xem nó còn bay 24 giờ không nhé cả nhà nhé. Với cái tình trạng mà nó bị gãy ra, rời ra như này. Thì với cái tình trạng của cái thân như này thì nói lên một điều gì hả cả nhà? Thì đây nó nói lên một điều ấy là cái sức sống của cái dòng phi điệp, của cái dòng lan rừng ấy nó rất là mãnh liệt cả nhà. Đây, nó đứt lìa thân này mà nó có chết đâu. Mà hoa nó vẫn phát triển bình thường. Mà nó nở rất là căng, rất là đẹp. Thì cả nhà lưu ý cho em nhé, là cái dòng phi điệp ấy, cái bản năng sinh tồn của cái dòng lan ấy, lan rừng ấy, nó rất là mạnh liệt, rất là khỏe, nó không bao giờ chết cả nhà. Nên là đây, còn cái trường hợp này nữa. Đây cả nhà nhìn này, đây là một bông ba cánh nhé. Đấy, một bông ba cánh. Và bông này là vẫn 5 cánh bình thường đây. Thì đây là cái trường hợp mà trước em cũng nói với mọi người đấy, nó là cái sự biến thiên. Đấy, biến thiên là do con người tác động vào. Thì đây là cái phần đầu ngọn mà trước em kích hoa đầu ngọn đấy. Đấy, em làm video kích hoa đầu ngọn cả nhà xem ấy. Thì đây là những cái hoa đầu ngọn và em dùng thuốc ông kích. Và đây là nó sự biến thiên của do thuốc nhé cả nhà nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ vào chi tiết cái phần mà cái ki mình mua về và mình dưỡng như nào nhé cả nhà nhé. Khi mà cả nhà mà đi mua những cái ki phi điệp về là mình sưu tầm và mình chăm sóc thì nó sẽ có hai trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất đấy là cả nhà sưu tầm những cái dạng mà ki năm nhất như này đấy, như cái ki ở trên tay em đây. Thì đấy là ki năm nhất và đang lên mầm gốc khoảng năm thứ hai. Thì thường thường là cả nhà mua sưu tầm những dạng ki như này
Và cái trường hợp thứ hai ấy, là một cái ki, và ki cũng là ki năm nhất, nhưng là ki của phát triển của năm nay, là nó ăn hạn còn đang ở trên thân mẹ. Thì em sẽ nói về hai cái trường hợp đấy. Thì đầu tiên sẽ nói về cái trường hợp mà cái ki năm nhất này nhá. Thì khi cả nhà mua như sưu tầm những cái dạng ki này về đấy, thì việc đầu tiên đấy là cả nhà trồng, thì cả nhà xử lý cho em cái đầu tiên quan trọng nhất, nó là cái giá thể trồng lan. Thì cái giá thể trồng lan cả nhà phải xử lý sạch cho em, vô trùng vô khuẩn đấy. Sau đó là mình trồng những cái ki lên cái giá thể đấy thì nó sẽ an toàn cho cái ki của mình hơn. Thì cái nó sẽ có hai cách trồng cái ki đấy. Thì thứ nhất ấy là cả nhà là có thể trồng như cái ki này của em đấy, hoặc là như là những cái ki như này đấy, mình trồng và mình cố định nó thẳng lên là một biện pháp nhé cả nhà nhé. Và cái trường hợp thứ hai đấy là khi mình cho giá thể này lên như này, mình chỉ việc đặt cái ki này, đặt cái ki này và quay cái mầm gốc này lên nhé cả nhà nhé, đặt lên trên chậu. Sau đó những cái rễ này này, mình lấy cái gì đó mình đè xuống, mình phủ một lớp rêu lên đấy, việc chỉ việc đặt lên như này thôi và mình chăm sóc. Thì khi mình lên chậu rồi đấy thì mình chăm sóc nó như thế nào, thì như vừa rồi em cũng nói với cả nhà đấy, là cái bản năng sinh tồn của cái cây phi điệp này nó rất là mãnh liệt đấy. Cả nhà mua những cái ki như này về đấy, thì cái thứ nhất đấy là bộ rễ cũ của nó này nó không còn tác dụng nữa đấy, nó không còn tác dụng gì nữa, mà bây giờ cái mầm gốc này nó sẽ sống nhờ vào cái thân này, cái thân mẹ này của nó. Chính vì thế đấy là cái mầm gốc cái ki này ấy, cả nhà chỉ cần tưới nước bình thường cho em thôi đấy, tưới nước bình thường để khi nào mà cái mầm gốc này nó phát triển to lên, nó có rễ, nó có rễ như cái cây này đấy, nó có rễ như cái mầm gốc này, thì cả nhà mới cho nó ăn phân thuốc nhé cả nhà nhé. Chứ còn khi mà mình mua về mình trồng lên chậu như này, hoặc là đặt lên chậu ấy, thì cả nhà có sử dụng phân thuốc gì đi chăng nữa cây nó cũng không phát triển cả nhà nhé. Nên cả nhà lưu ý cho vấn đề đấy, là cái sức sống của cây phi điệp này nó rất là mãnh liệt, rất là khỏe, mà cả nhà mà thấy nó bé quá, nó chậm phát triển, mà cả nhà cứ sử dụng phân thuốc rồi là thuốc kích thích nọ kích thích kia đấy, thì nó dẫn đến tình trạng là nó sẽ làm chết cái mầm gốc của mình nhé cả nhà nhé. Nên là cả nhà lưu ý cho em vấn đề đấy, là mình nuôi bình thường, mình tưới nước giữ ẩm hàng ngày cho cái mầm gốc của mình nó phát triển bình thường đấy, nó phát triển bình thường đến khi nào cái mầm gốc đấy nó ra rễ và nó bám được vào cái giá thể của mình, nó ấm chậu, thì lúc đó mình mới sử dụng phân thuốc nhé cả nhà nhé. Thì tại sao em nói như vậy, thì ở đây em có hai cái chậu, và hai cái chậu này là hai trường hợp khác nhau. Thì như cái chậu này ấy, trước em làm video cho cả nhà xem ấy, đó chính là cái chậu mà em làm video em kích mầm gốc cho cả nhà cùng xem. Thì tại sao cái mầm gốc nào lại, tại sao cái mầm gốc này nó bé như này, mà tại sao mầm gốc này lại to như này, mà trong khi đó cái chậu này em cũng làm video em kích cho cả nhà cùng xem ấy, nó là cái video mà phân biệt là mầm chai lì này, mầm lép này và mầm bị chai này đấy. Thì em làm video đấy và em kích cái cây này cho cả nhà xem, mà tại sao em kích sau cái cây này một tháng mà cái cây này nó cái mầm gốc nó phát triển vượt trội như này. Thì cái lý do nó đơn giản lắm, bởi vì là em cũng đã nói với mọi người rồi, là cái những mắt ngủ ấy nó phải đủ tiêu chuẩn, thì khi mình kích lên ấy thì cây nó mới đạt hiệu quả cao. Thì như cái cây này ấy, em kích trước một tháng nhưng cái mắt của nó vẫn còn rất là non, mắt của nó rất là non. Và cái hai nữa là cái ki em lách ở trên thân mẹ xuống nên em trồng vào chậu đấy, nó đã bị chột, bộ rễ của nó đã bị chột và nó không hút được dinh dưỡng gì, nên chính vì thế nó không nuôi được cái mầm gốc này. À, cái mầm gốc này nó bị kích nó lên, nó non nên nó phát triển rất là chậm nhé cả nhà nhé. Còn với cái cây này đấy, cây này thì là em đã trồng ấm chậu đấy, ki ấm chậu em trồng từ năm ngoái cơ đấy, bộ rễ nó ấm chậu, nên chính vì thế là khi mà cái nhất là cái mắt của nó đã đủ tiêu chí này, em kích một cái là nó lên ngay, nó lên và nó phát triển rất là mạnh, phát triển bình thường đấy cả nhà.
Và cả nhà lưu ý xem vấn đề này nhé. Khi mình mua ki mà mình trồng ấy, thì tốt nhất ấy, em khuyên cả nhà là cả nhà nên mua những cái ki mà người bán hàng ấy, người ta đã trồng ấm chậu từ năm trước. Đấy, cái ki năm nhất ấy, ki người ta lách xuống người ta trồng lên ấy, trồng cái ấm chậu ấy, thì cả nhà nên mua những cái ki đấy về thì nó rất là khỏe nhé cả nhà nhé. Còn những cái ki lách xuống như này ấy, những cái ki lách xuống như này ấy mà hiện tại là chưa lên chậu, không ấm chậu mà mua ngay về thì cả nhà xác định em điều nhất là cái mầm gốc của nó phát triển rất là chậm và rất là yếu. Thì với những cái ki như này thì mình khắc phục như nào? Thì mình khắc phục là khi mà cái rễ của cái mầm gốc này nó ra và nó ăn xuống chậu thì lúc đó mình sử dụng phân thuốc đấy, thì là mình vực nó lên từ lúc đấy nhé cả nhà nhé. Thì đây nó là cái trường hợp thứ hai. Thì đây nó là cái trường hợp là cái ki, đây cũng là ki năm nhất cả nhà nhé, nhưng nó là ki của năm nay, nó đang ở trên thân mẹ. Thì cả nhà sưu tầm những cái ki như này đấy, thì cái quan điểm của em nhé cả nhà nhé, thì em khuyên cả nhà nên mua những cái ki như này, nó trên 10 sen nhé cả nhà nhé. Và hai nữa cái bộ rễ của nó này, đây cả nhà để ý bộ rễ này của nó rất là dài và to và khỏe đấy. Nhưng rễ nó dài như này rồi mà trong đó cái ki này nó chưa được trên 10 sen đâu cả nhà, nên em cũng chưa lách xuống, em chưa trồng, mà em phải để cái ki này nó trên 10 sen thì em mới lách xuống em trồng. Còn với những cái ki mà kể cả những cái ki bé bé như này này, ki bé bé này mà cả nhà nhìn nó cũng mới như dễ ra, thì em khuyên cả nhà không nên sưu tầm những cái dạng ki như này nhé, nhớ cả nhà nhé. Mà cả nhà đừng có tiếc tiền mà cả nhà sưu tầm cho em là những cái ki nó trên 10 sen. Thì lợi ích của cái vấn đề này nó là cái gì? Thì đây nó là cái kinh nghiệm xương máu của em nhé cả nhà nhé, là cái kinh nghiệm ở xương máu của em ở trong vườn em có được. Thì khi những cái ki mà nó trên 10 sen này và bộ rễ của nó rất nhiều, rất khỏe, khi cả nhà lên chậu ấy, thì cả nhà xác định cho em ấy là mình lách xuống mình lên chậu, nó sẽ bị đứng lại, nó sẽ bị đứng lại nhé cả nhà nhé. Nhanh thì là 1 tháng, không thì phải đến 2 tháng thì lúc đấy nó phát triển tiếp cả nhà. Thì với những cái ki mà trên 10 sen này ấy, thì sau 1 tháng 2 tháng ấy, thì cả nhà trồng nó ấm chậu rồi ấy, thì em đảm bảo cả nhà những cái ki này ấy, nó chỉ cần có tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Và trong vòng 4 tháng ấy, thì những cái ki năm nhất này nó sẽ phát triển cho cả nhà từ 50 đến 60, thậm chí 70 sen nhé cả nhà nhé. Còn những cái dạng ki như này đấy, ki bé bé như này ấy, mặc dù nó mới nhú rễ ra thì có rất nhiều người là bán cho mọi người sưu tầm, bởi vì là cái này là giá thành nó thấp mà, nên là rất nhiều người sưu tầm này. Nhưng em đảm bảo với cả nhà ấy, những cái dạng ki như này ấy, cả nhà mua về ấy, cả nhà lên chậu trồng ấy, thì em đảm bảo cả nhà là cái ki đấy đến cuối năm này các bác ấy, bác nào trồng giỏi thì lên được 15 đến 20 sen đấy, không thậm chí là chỉ được tầm 15 sen thôi cả nhà. Thì ở đây nó là cái quan điểm của em nhé cả nhà nhé, là em khuyên cả nhà lên mua sưu tầm những cái dạng ki như này. Đấy, những cái dạng ki như này thì để ý là ki nó trên 10 sen nhé cả nhà nhé, mình đừng có tiếc tiền cả nhà, mình có cái lợi ích về đằng sau. Nên khi cả nhà mua những cái ki như vậy ấy, thì cả nhà trồng đến cuối năm là cả nhà được một cây rất là to. Và cái cách trồng của cái ki này thì là cũng là mình cũng xử lý giá thể sạch sẽ, trong đó là mình trồng lên chậu thôi, mình cố định như những cái ki này nhé cả nhà nhé. Chốt lại một điều là cả nhà lưu ý cho em lại là khi mình sưu tầm những cái ki đấy về đấy, là mình chăm sóc làm sao cho nó về cái chế độ nó tự nhiên đấy, nó phát triển tự nhiên là tốt nhất cả nhà nhé. Và tránh mình tốt nhất là mình không được sử dụng tất cả các loại thuốc kích thích, thì mình tránh là sử dụng thuốc kích thích nhé cả nhà nhé. Thì cả nhà chăm làm sao cho cây ấy, nó phát triển bình thường là tốt nhất. Thì mình vực nó vào cái thời gian ấy, vào cái thời gian là khi cái mầm gốc của mình ấy nó đã ra rễ ổn định và nó bám đấm chậu, thì lúc đó là cả nhà sử dụng phân thuốc để vực cái mầm gốc đấy nó lên nhé cả nhà nhé. Ok, thì em đang định làm một cái video mini game ấy, nhưng mà chắc cái video này và cái mini game đấy thì em hẹn cả nhà ở video sau nhé.
Thì video này nó cũng dài rồi, thì em xin kết thúc video đây nhé. Cả nhà xem video thấy hay, bổ ích thì cho em xin một nút like, một đăng ký để ủng hộ kênh nhé cả nhà nhé. Và em xin chào và hẹn gặp cả nhà trong video sau nhé.